Sửa chưa? Sửa rồi. Ok. Chào mừng quý vị và các bạn. Đây là sân vận động Anh Dũng, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, Bình Dương. Trước mắt chúng ta đó là trận tứ kết giải bóng đá Hội đồng Hương Ngọc Lặc tại miền Nam. Một trận đấu cực kỳ hấp dẫn mà đang chờ đón cả hai đội và tất cả quý vị và các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay. Những điều kiện tốt nhất đã được ban tổ chức sắp xếp và chuẩn bị một cách công phu và chu đáo. Tuy nhiên thời tiết ngày hôm nay cũng không được thuận lợi. Trước trận đấu này đã có những hạt mưa nhẹ và chắc chắn mặt sân trơn sẽ khiến cho hai đội gặp quá nhiều khó khăn ở những tình huống xử lý bóng đầu tiên. Như vậy là trọng tài đã cho hiệp thi đấu đầu tiên được bắt đầu. Để quý vị và các bạn tiện theo dõi, chúng tôi xin giới thiệu đội hình danh sách đăng ký thi đấu của cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Về phía Ngọc Dương FC, họ ra sân với trang phục màu truyền thống quen thuộc, đó là màu áo xanh trắng. Bảo vệ khung thành bên phía trái màn hình nhỏ của quý vị và các bạn, với thủ môn đó là Sơn Cầy, số 10 Phúc Đức, số 18 Văn Tú, số 21 Bé Bưởi, số 28 Thanh Ngọc, số 36 Mạnh Thiệp, số 66 Bé Đủ, số 79 Trọng Phúc, số 94 Chí Học và số 39 đó là Văn Hải. Trong khi Mỹ Tân FC họ ra sân với trang phục màu xanh da trời và quần màu navy. Bảo vệ khung thành bên phía phải màn hình nhỏ của quý vị và các bạn, với thủ môn mang áo số 21 đó là Văn Sĩ, số 3 Đình Huy, số 5 Tuấn Anh, số 6 Đại Thắng, số 7 Văn Định, số 8 Văn Khải,
Số 9 Văn Tuấn, số 10 Văn Tỉnh, số 11 Ngọc Chỉnh, số 12 Văn Cường, số 13 Văn Phương và số 15 đó là Khánh Bình. Đạt đạt em lại quay cái loa của bên kia ra hướng bên kia cơ. Nó chỉ ở về đây. Ở những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ nhất thì cả hai đang thể hiện một sự quyết tâm rất cao. Đó là bé người điểm bám rất quyết liệt, phản công dành cho các thủ Vita Desi. Đó là pha ra chân ngay, người vừa có tình huống ra chân đó là Văn Tuấn. Khác với thường lệ thì hiện nay ở trận đấu này bé Đủ đang được đẩy lên đá cao, chơi hai vị trí ala trái và ala phải. Hiện tại đang là anh Tú và cầu thủ mang áo số 39 đó là Văn Hải. Rất hay, đó là bé người bé Đủ không được. Sẽ có đá biên dành cho cầu thủ Ngọc Dương FC để bước vào vòng đấu thứ kết. Thì Mỹ Tân FC họ nhất bảng A với 2 chiến thắng 1 trận thua và họ có hiệu suất là dương 4, trong khi Ngọc Dương FC họ xếp hạng 3 ở các đội có thành tích xuất sắc trong khuôn khổ bảng B với 1 thắng 1 hòa và 1 thua và hiệu suất đó là dương 4. Tỷ lệ dương của hai đội là tương đối ngang nhau và đó là một điều mà chúng ta rất mong chờ ở một trận đấu đỉnh cao và sẽ chắc chắn có rất nhiều bàn thắng được ghi. Bóng vẫn còn trong sân, một pha bóng rất cố gắng của Văn Định, tuy nhiên bóng đã trôi hết đường bên ngang. Bé Bưởi không được, một pha lắc đầu khá cơ bản của bé Bưởi. Đó là tình huống mà Sơn Cầy phát hiện rất nhanh và có một pha ném bóng rất chính xác dành cho bé Bưởi. Đáng tiếc là pha tiếp bóng bằng đầu của Bưởi bóng đi không như ý. Rất chính xác, đây là Văn Tuấn. Dứt điểm không được, đó là pha ra chân của Khánh Bình. Cầu thủ bên phía Mỹ Tân FC họ đang rất chịu khó ra chân ở những khoảng cách xa. Mỹ Tân là đương kim vô địch ở giải đấu lần này, trong khi Ngọc Dương FC là một đội bóng còn rất non trẻ. Đây là một vị khách mời ở giải đấu lần này. Một pha to lông, tình huống xử lý bóng đó là của Văn Định. Bé Bưởi không được, có vẻ như ông Minh Đức đang dùng chiến thuật bóng dài. Khi có bóng Sơn Cầy ngay lập tức quan sát. Dứt điểm đấy không được, nhưng mà là trọng tài đã cắt khỏi và sẽ có tình huống đá phạt dành cho cầu thủ Ngọc Dương FC. Đây là một cơ hội rất ngoan ăn dành cho đội bóng của Bảo Đức. Khoảng cách không xa, khoảng cách đá phạt là khoảng hơn 8 mét và góc sút trực diện khung thành. Đây là một cơ hội rất ngoan ăn để cho cao thủ Ngọc Dương FC họ vươn lên dẫn trước ở trận đấu này. Thủ quân bé Đủ là người đang đứng trước tình huống đá phạt. Rất quyết tâm cả hai. Bé Bưởi không được, bóng không qua đường rào. Sẽ có đá biên dành cho cao thủ áo xanh. Một giải đấu rất chuyên nghiệp và chất lượng cao. Những người con xa quê đang sinh sống, học tập và làm việc ở khu vực Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các tỉnh lân cận đang có những ngày hội bóng đá thực sự ở sân vận động Anh Dũng, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, Bình Dương. Và giải đấu này nó đem đến rất nhiều điều đặc biệt, đó là mang tính chất nhân văn. Các nhà tài trợ đang đem đến cho chúng ta một giải đấu chuyên nghiệp ở mặt về chất lượng. Tuy nhiên qua phần đó, đó là những phần tài trợ rất lớn để đem đến cho các mạnh thường quân và đặc biệt ban tổ chức giải bóng đá Ngọc Lặc. Những người con xa quê ở miền Nam có được kinh phí và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn ở quê nhà và kể cả ở trong khu vực miền Nam, đó là một điều rất tuyệt vời. Cắt bóng khá hay, đây là anh Tú, mất bóng rồi. Văn Tình, tình huống đánh chặn kịp thời của Văn Hải.
Như vậy là trọng tài Minh Hùng vừa rút ra chiếc thẻ vàng dành cho Văn Hải. Xin lỗi là Văn Thịnh. Trọng tài Minh Hùng là một trong những trọng tài rất đẳng cấp của làng bóng đá Phổi khu vực miền Đông Nam Bộ. Một người điều khiển các trận đấu mang tính chất công tâm rất cao. Và uy tín của ông thì đã được thấm định. Ở mặt sân đối diện thì Thúy Sơn đã có pha lập công vào lưới của Lục Thịnh. Và đang trận đấu giữa Lộc Thịnh và Thúy Sơn đang được bình luận viên Quang Hiên, một người xuất sắc của truyền thông trực tiếp bóng đá, đang thổi lửa đam mê. Đó là pha che chắn khôn ngoan của Văn Hải. Văn Thịnh đánh đầu không được. Đó là pha lui về hỗ trợ phòng ngự đến từ Bé Mười. Sẽ có đá biên tiếp theo dành cho Bé Bưởi. Rất nhanh, vẫn đang là Bưởi, 2-1. Đường chuyền chính xác hơi mạnh, quá đáng tiếc. Một pha phản công chuyển đổi trạng thái cực nhanh của Ngọc Dương FC. Và đường chuyền quyết định đó là của Bé Bưởi. Nó quá đáng tiếc với xà đà băng lên đến từ anh Tú, cầu thủ mang áo số 18 ở trận đấu này. Xin chào Phúc Khẩu, chào chủ tịch Minh Đức, chào thắng Phân Hồ. Không được. Đó là tình huống ra chân đến từ Văn Định. Một lần nữa thay mặt ekip thực hiện chương trình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị và các bạn đã đồng hành cùng truyền thông trực tiếp bóng đá của chúng tôi và giải bóng đá Ngọc Lặc tại miền Nam. Xin chúc tất cả quý vị và các bạn chúng ta thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và đoàn kết thành công. Xin đẹp đây, công lực. Pha cứu thua đó là của Sơn Cầy. Một tình huống cứu thua bằng chân của thủ môn bên phía Ngọc Dương. Ở một trận đấu mang hai thái cực, đó là sự già dơ kinh nghiệm đến từ Mỹ Thân FC, nhà đương kim vô địch, và sự quyết tâm đến từ sức trẻ của Ngọc Dương FC. Rất chính xác, cả hai đang thể hiện sự tôn trọng cho nhau ở trận đấu này. Họ không đẩy đội hình lên quá cao, không có gì khó khăn dành cho Sơn Cầy. Anh Tú rất chính xác, không được. Đó là pha cắt bóng kịp thời đến từ Văn Tình. Trọng tài xác định bóng vừa chạm chân của Bé Bưởi đi hết đường với dọc. Đá biên dành cho Mỹ Thần FC. Trong buổi tối ngày hôm qua thì chúng ta được chứng kiến trận chung kết UEFA Champions League ngay trên sân vận động Stade de France, thủ đô Paris của nước Pháp. Đó là một cuộc đọ sức đỉnh cao giữa Carlo Ancelotti và Jurgen Klopp. Đội bóng của đoàn quân Jurgen Klopp đã có một thế trận áp đặt. Họ tung ra tới 23 cú sút. Trong khi đó ở chiều ngược lại thì Real chỉ có 4. Tuy nhiên chiến thắng cuối cùng thuộc về các cầu thủ Real Madrid, với bàn thắng duy nhất ở phút thứ 58 của Vinicius Junior. Đó là đẳng cấp của một nhà. Anh Tú, vẫn là anh Tú. Rất đẹp đi. Không vào. Quá đáng tiếc. Một cơ hội quá ngoan ăn dành cho Ngọc Dương FC. Vẫn chưa có bàn thắng đầu tiên ở trận đấu này. Một tình huống phối hợp tam giác cực đẹp của các thủ trẻ đến từ đoàn quân của Bầu Đức. Trận đấu đang diễn ra với thế trận cực kỳ cân bằng. Đây là Văn Tình. Văn Tình là một trong những cầu thủ cực kỳ dặn dày kinh nghiệm và quá quan trọng trong hệ thống sơ đồ chiến thuật bên phía Mỹ Thân FC. Bé đủ. Đây là Bé Bưởi. Bé đủ. Văn Hải chính xác. Vẫn còn. Văn Tình với sải chân dài và kinh nghiệm của mình, anh đã xử lý thành công. Khánh Vinh. Nhưng mà đã có bàn thắng đầu tiên rồi. Một pha ra trận quyết đoán. Đó là bàn thắng đầu tiên của Khánh Vinh ở trận đấu này. Một tình huống chuyển đổi trạng thái cực nhanh của Mỹ Thân FC. Phút thứ 10 của hiệp thi đấu đầu tiên và Mỹ Thân FC đang tạm vươn lên dẫn trước. Anh Tú. Bé đồ. Không được. Phạt góc dành cho Ngọc Dương FC.
Sơn Cầy không được. Một pha ra chân rất mạnh của Sơn Cầy. Tuy nhiên thủ môn Vạn Sĩ đã cảnh giác và có pha đẩy bóng thành công. Tiếp tục một tình huống đá phạt góc dành cho Ngọc Dương FC. Như vậy là đã có bàn thắng rồi. Và quá bất ngờ nó đến với cái tên Sơn Cầy. Ở tình huống ra chân đầu tiên thì thủ môn Vạn Sĩ đã cảnh giác. Tuy nhiên ở tình huống ra chân tiếp theo thì đã không có cơ hội nào dành cho thủ môn bên phía Mr. Desi. Và thế cân bằng đã được thiết lập. Hai đội lại tiếp tục dắt tay nhau quay lại vạch xuất phát. Người ghi bàn đó là Sơn Cầy. Anh Tú. Đá biên dành cho Ngọc Dương. Đúng là sự quyết tâm và quá khao khát bên phía các cầu thủ trẻ của Ngọc Dương FC đã giúp họ có được thế trận tốt ở trận đấu này. Bóng vẫn còn. Sự già dơi kinh nghiệm và sự quyết tâm cống hiến sức trẻ nó đang tạo nên một trận tứ kết cực kỳ ấn tượng ở trận đấu ngày hôm nay. Đối với trận đấu loại trực tiếp thì nó không có sai lầm, không có chỗ cho sai lầm. Đá biên dành cho cầu thủ Ngọc Dương FC. Rất nhanh. Đây là bé đủ. Rất chính xác. Anh Tú không vào. Và ra chân được góc gần. Văn Tình. Vẫn đang là Văn Tuấn. Đi bóng rất nhanh. Trọng tài đã cắt còi và chắc chắn sẽ có chiếc thẻ vàng dành cho bé Bưởi. Như vậy là thẻ vàng cả hai bên đã được cân bằng. Người nhận thẻ vàng bên phía Mỹ Thuận FC đó là Văn Tình. Trong khi đó bé Bưởi là người nhận thẻ tương tự bên phía cầu thủ Ngọc Dương FC. Khánh Vinh. Và ra chân rất mạnh của Khánh Vinh. Tình huống cắt bóng kịp thời đến từ Văn Định. Khánh Vinh. Chính xác. Văn Tình. Vẫn đang là Tình. Khánh Vinh. Không được. Một pha chuyển bóng một chạm cực hay của Khánh Vinh. Quá đáng tiếc là Văn Tình đã có tình huống đặt lòng bóng đi hơi cao. Bé đủ. Đây là bé Bưởi. Trận đấu đang diễn ra cực kỳ ấn tượng. Hai đội rất tôn trọng lối chơi của nhau. Họ không đẩy đội hình lên quá cao. Tuy nhiên chất lượng đội hình của cả hai bên thì chúng ta không cần phải bàn nhiều. Bất cứ một đội bóng nào lọt qua được vòng đấu bảng thì họ phải có một nền tảng kỹ năng và đặc biệt sự đồng đều ở các tuyến. Điều đó cho thấy sự lì lợm đến kinh ngạc của cả hai ở trận đấu này. Đó là tình huống cắt bóng kịp thời của Văn Định. Không kịp. Đường chuyền của Văn Tình là hơi mạnh. Bé Bưởi. Không qua được Văn Tình. Đó là tình huống lui về kịp thời. Đá biên dành cho cầu thủ Mỹ Thuận FC. Không được. Đó là pha băng lên dứt điểm cực kỳ lợi hại đến từ Khánh Vinh. Sơn Cầy cần phải hết sức cảnh giác với những tình huống ra chân của Khánh Vinh. Như vậy là đã có bàn thắng thứ hai rồi. Đó là pha dứt điểm một chạm đến từ Văn Tình. 2-1 dành cho Mỹ Tân. Thoát thủ ở tình huống trước đó và với cú ra chân vừa rồi thì thủ môn Sơn Cầy không có bất cứ một cơ hội nào. Thì bóng đi quá nhanh.
ở cự ly gần. Đình Huy, đó là pha cắt bóng đến từ Thành Ngọc, nhưng vậy là Thành Ngọc cũng đã được tung vào sân. Không, đó là Trọng Phúc. Trọng tài đã cắt còi và sẽ có tình huống đá phạt, và người bị thối phạt đó là Đình Huy. Người đang đứng trước tình huống đá phạt không ai khác đó là Bé Đủ. Bé Đủ đang rất quyết tâm và anh lấy đà rất xa. Không được. Một pha chuyền bóng rất chính xác. Quá đáng tiếc là Bé Bưởi đã không tiếp cận và xử lý thành công ở nhịp chạm đầu tiên. Trọng Phúc vừa có pha tiếp bóng bằng đầu và bóng yến đường bên ngang. Phạt lóc dành cho cầu thủ Mỹ Tân FC. Đó là tình huống ra chân rất mạnh đến từ Đình Huy. Có vẻ như pha va chạm đang khiến Bé Bưởi bị đau. Đó là pha va chạm khá mạnh. Trận đấu đang diễn ra cực kỳ hấp dẫn. Cầu thủ Mỹ Thần FC là những người đang vươn lên dẫn trước với tỷ số là 2-1 bằng hai pha lập công đến từ Văn Thịnh và Khánh Vinh. Còn 2 phút cho thời gian thi đấu chính thức ở trận đấu này, hiệp đấu đầu tiên. Không được. Đó là Văn Tuấn. Bóng vẫn còn. Đó là pha xử lý cực kỳ kinh nghiệm đến từ Bé Đủ. Trọng Phúc đã lấy bóng thành công. Trọng tài đã cắt còi, đó là tình huống phạm lỗi đến từ Văn Định. Bé Bưởi đeo bám cực kỳ khó chịu. Đó là pha đeo bám của Đình Huy. Như vậy là Thành Ngọc cũng đã được tung vào sân. Trọng tài xác định sẽ có đá biên dành cho Ngọc Dương FC. Đây là Trọng Phúc. Bé Đủ. Và cài bóng rất khôn ngoan. Rất mềm mại. Trời mưa sân trơn và điều này đang rất khó khăn. Sẽ có một phút hội ý dành cho cầu thủ Mỹ Thần FC ở hiệp thi đấu đầu tiên. Thời gian thi đấu chính thức đã hết. Chúng ta tiếp tục đến với phút cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên trận tứ kết giải bóng đá Ngọc Lặc, Hội đồng Hương Ngọc Lặc tại miền Nam, cuộc đọ sức giữa Mỹ Tân FC và Ngọc Dương FC. Ở thời điểm hiện tại thì Mỹ Tân đang tạm dẫn với tỷ số là 2-1.
sẽ có tình huống đá biên dành cho cầu thủ Ngọc Dương FC. Đây coi như cơ hội cuối cùng ở trận đấu này, xin lỗi là hiệp đấu này. Đá biên tiếp theo, lần này là bóng đi ra hết đường bên ngang và sẽ có phản góc. Thành Ngọc, Sơn Cây không được. Lần này thì Vara ra chân của Sơn Cây, bóng đi chạy cột. Như vậy là đúng lúc này trọng tài cũng đã hồi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên trận đấu tứ kết giải bóng đá Ngọc Lặc tại miền Nam. Kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên thì Mỹ Tân đang tạm dẫn với tỷ số là 2-1. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta tạm nghỉ trong ít phút trước khi đến với hiệp 2 của trận đấu này. Trên lá rêu ngày xanh tươi sáng Việt Nam ơi, từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xe sang phố và một niềm tin gieo cánh điều ước, từ nơi đào xa mây mông sáng về nơi đồi cao bay mây trắng, một vòng tay đón trọn Việt Nam, bao la đất trời quê hương xanh này sẽ tay đón nắng hạnh tươi trong mà. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục quay trở lại hiệp thi đấu thứ hai trận tứ kết trong khuôn khổ giải bóng đá Hội đồng Hương Ngọc Lặc năm 2022, cuộc đọ sức giữa Mỹ Tân FC và Ngọc Dương FC. Kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên thì Mỹ Tân FC đang tạm dẫn với tỷ số là 2-1 bằng hai pha lập công đến từ Văn Tỉnh và Khánh Vinh. Người ghi bàn duy nhất bên phía Ngọc Dương FC đó là thủ môn vị trí của Sơn Cầy bằng một tình huống tổ chức đá phạt góc cực kỳ hay, và Sơn Cầy đã có tình huống ra chân không thể cản phá. Như vậy là Mạnh Thiệp cũng đã được tung vào sân. Một pha tranh chấp đầu tiên cùng Văn Tình thì Mạnh Thiệp đang bị đau. Dứt điểm, đó là tình huống xử lý bóng của Văn Tuấn. Thành Ngọc không được.
Đó là đường chuyền dành cho Trọng Phúc. Một pha bóng khá táo bạo. Văn Tuấn, Đình Huy, chính xác Văn Tuấn. Bàn thắng thứ ba quá lợi hại. Một pha dứt điểm cực kỳ khó. Và đó là bàn thắng thứ ba dành cho các thủ Mỹ Thần FC. Nào ghi bàn. Văn Tuấn là người ghi bàn nâng tỷ số trận đấu lên 3-1 dành cho các thủ Mỹ Thần FC ở trận đấu này. Và họ đang có lợi thế rất lớn để bước vào vòng bán kết. Khánh Vinh, đây là Văn Tỉnh, đường chuyền chính xác. Khánh Vinh không được, nhưng mà là trọng tài đã cắt còi. Một pha bóng rất quyết tâm đến từ cả hai. Nhưng mà là Khánh Vinh đã có thể đứng dậy và tiếp tục thi đấu. Đây là một cơ hội tiếp theo dành cho cầu thủ Mỹ Tân FC để họ có thêm bàn thắng ở trận đấu này. Đúng là sự già dơ kinh nghiệm. Đó là pha xử lý của Xuân Khầy. Như vậy là trọng tài đã cắt còi và sẽ có tình huống đá phạt dành cho cầu thủ Ngọc Dương FC. Thời gian trận đấu vẫn còn nhiều. Cầu thủ Ngọc Dương FC cần phải hết sức bình tĩnh. Anh Tú, đây là Văn Tuấn, Khánh Vinh. Bóng vẫn còn trong sân. Như vậy là bóng đã đi hết đường bên dọc và sẽ có đá biên dành cho cầu thủ Ngọc Dương FC. Một hốt green và thịt vitamin C bên ngoài đường fit đang tỏ ra khá hưng phấn. Văn Tuấn, đó là pha tỉ đè thớt của Ngọc Thành. Đình Huy đã cắt bóng thành công. Văn Thành, Khánh Vinh, Văn Tình. Văn Tình, đúng là sự già dơ kinh nghiệm mang bản sắc và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Họ đang có được một thế trận tốt và khoảng cách dẫn là 2 bàn. Mạnh Thiệp, đó là Ngọc Thanh Ngọc. Mạnh Thiệp, những tình huống đeo bám cực kỳ khó chịu bên phía Mỹ Thần FC và nó đã gây ra vô vàn khó khăn dành cho Ngọc Dương FC với những tình huống họ tổ chức lên bóng của mình. Sẽ có phạt góc dành cho cầu thủ Mỹ Thần FC. Văn Tuấn không được. Văn Tuấn không vào. Sơn Cây, đó là Văn Tình. Văn Tuấn, Anh Tú, đây là Khánh Vinh. Và giật khoát khá hay. Sẽ có phạt góc, xin lỗi là đá biên dành cho cầu thủ Ngọc Dương FC.
Đình Huy rất mềm mại. Sơn Cầy đã phá bóng thành công. Chính xác, Văn Tình. Bóng đi cao hơn so với khung thành. Cầu thủ Mỹ Thần FC họ đang tỏ ra cực kỳ lợi hại ở những tình huống chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự qua phản công, với sự già dơ kinh nghiệm và đặc biệt có một đội hình lực lượng tương đối hùng hậu. Vị trí đá chính và dự bị bên phía Mỹ Thần FC không chênh lệch là bao về mặt chất lượng đội hình. Anh Tố, tình huống xử lý bóng không thành công đến từ Trọng Phúc. Văn Thịnh và xử lý rất mềm mại. Nhưng mà đã có bàn thắng tiếp theo rồi. Một pha ra chân cực kỳ khó chịu, bóng đi sát cột, và đó là cú đúp của cầu thủ mang áo số 10 bên phía Mỹ Thần FC. Quá khó khăn dành cho Ngọc Dương ở trận đấu này. Văn Thịnh, bóng đã đi hết đường bên dòng. Phút thứ 28 của trận đấu và tỷ số hiện nay vẫn đang có lợi dành cho nhà đương kim vô địch Mỹ Thần FC. Vé đủ. Đó là Thanh Ngọc. Sơn Cây. Anh Tú. Văn Tình. Không có bàn thắng tiếp theo. Đó là pha quan sát và ra chân cực kỳ hợp lý. Nó thiếu một chút may mắn và chính xác để có bàn thắng tiếp theo. Như vậy là đã chắc có chiếc thẻ vàng dành tặng cho Trọng Phúc. Anh Vinh không được, bóng vừa dội xả. Văn Tình đang tỏ ra quá lợi hại. Cầu thủ mang áo số 10 đang tỏ ra quá lợi hại. Đình Huy, bóng vừa chạm người của Ngọc Thành, chắc chắn sẽ có thẻ vàng. Đó là pha cản người trái phép và chiếc thẻ vàng dành cho Đình Huy. Trọng Phúc được rút ra sân và Văn Hải vừa trở lại sân. Đây là Văn Hải. Bé đủ. Đây là Thanh Ngọc. Đó là pha cắt bóng an toàn đến từ Văn Thuấn. Bé đủ. Lối chơi áp sát quá khó chịu. Không có gì khó khăn dành cho Văn Sĩ. Đó là tình huống của thủ môn bên phía Mỹ Thần FC đã có một quyết định khá táo bạo. Pha đèo bám cực kỳ khó chịu. Đó là pha phá bóng của Văn Thuấn. Anh Tú không được, quá đáng tiếc dành cho bé đủ. Một tình huống phối hợp nhanh rất chuẩn xác và trọng tài xác định sẽ có đá phạt góc tiếp theo dành cho cầu thủ Ngọc Dương FC. Cầu thủ Ngọc Dương FC cần phải tận dụng tối đa những tình huống tiếp cận được khung thành của Văn Sĩ để tìm kiếm bàn thắng tiếp theo ở trận đấu này. Như vậy là đã có bàn thắng rút ngắn cách biệt rồi. Khoảng cách hiện tại chỉ còn lại là 2 bàn. Đó là sự quyết tâm cao độ dành cho Ngọc Dương FC và họ đã ngay lập tức có bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 2-4 ở trận đấu này. Thời gian vẫn còn 10 phút. 10 phút cho những cố gắng bên phía Ngọc Dương FC. Và từng đó thời gian cũng đầy đủ cho các thủ Mỹ Thần FC họ bước vào vòng bán kết.
không được. Đó là pha tiếp cận của Khánh Vinh. Đá biên dành cho các thóa xanh. Đó là bé đủ. Và bảo vệ rất nhanh của Văn Tuấn. Xin lỗi đi. Không vào. Bóng đi ngay vào vị trí của Văn Sĩ. Đó là pha xử lý của anh Tú. Trọng tài xác định phạt góc tiếp theo. Cầu thủ Ngọc Dương FC họ đang dồn cao để tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt. Đang rất quyết tâm. Sơn Cây. Bóng chạm người của Đình Huy. Những đợt tấn công như sóng vỗ bờ bên phía cầu thủ Ngọc Dương FC. Đó là Sơn Cây. Bóng vẫn còn trong sân. Văn Hải. Đó là bé đủ. Chính xác. Dứt điểm. Không được. Trận đấu đang diễn ra cực kỳ sôi động. Khoảng cách hiện tại chỉ còn lại là 2 bàn. Sẽ có 1 phút hội ý dành cho cả hai ở trận đấu này. Chúng ta đến với những phút tiếp theo trận tứ kết giải đá Hội Đồng Hương Ngọc Lặc năm 2022, cuộc đua sức giữa Mỹ Thần FC và Ngọc Dương FC. Phút thứ 34 của trận đấu và cao thủ Mỹ Thần FC đang tạm dẫn với tỷ số là 4-2. Đình Huy. Đó là Văn Tình. Đình Huy. Không được. Một pha căng ngang. Sơn Cây. Đây là Văn Hải. Văn Tình vẫn đang xuất hiện giống như một bóng ma. Những pha di chuyển của anh là cực kỳ khó chịu và nó làm xáo trộn hệ thống phòng ngự bên phía Ngọc Dương FC, giúp cho các đồng đội có những bảng miếng phối hợp và chuyền bóng cực kỳ linh hoạt. Đó là lối chơi và cách di chuyển đến từ cầu thủ mang áo số 10 bên phía Mỹ Tân FC. Và với những pha di chuyển như một sát thủ ảo. Văn Tình không vào. Đó là pha xoay công pha cực kỳ lợi hại. Đáng tiếc là bóng đi cao không thành. Cầu thủ mang áo số 10 đang có những pha di chuyển cực kỳ khó chịu. Trọng tài xác định sẽ có phạt góc dành cho cầu thủ Ngọc Dương FC. Không được. Vẫn không vào. Đá biên dành cho cầu thủ Mỹ Thần. Văn Tình không có bàn thắng. Đây là Khánh Vinh. Bé đủ. Rất chính xác. Không vào. Một pha quang chân cực kỳ lợi hại. Tuy nhiên đó là sự xuất sắc của Văn Sĩ. Vẫn không vào. Bóng đã nằm gọn trong tay của Văn Sĩ. Quá nhiều cơ hội dành cho Ngọc Dương FC. Ngày hôm nay về mặt thế trận thì họ thi đấu không tồi, tạo ra vô số những cơ hội quan ăn. Tuy nhiên đó là điều sự khác biệt giữa kinh nghiệm và sự già dờ đến từ Mỹ Thần, nhà đỡ kim địch
và các vị khách có tuổi đời còn rất trẻ, họ khao khát chiến thắng. Trận đấu hiện tại chúng ta đang theo dõi không khác gì trận chung kết cúp C1 đêm qua giữa Liverpool và Real Madrid. Liverpool là những người dứt điểm nhiều hơn với 23 cú sút, trong khi các thủ Real chỉ có 4. Beto, đây là sân cây. Beto, Beto ơi, không được. Nó thiếu đi độ chuẩn xác ở nhịp chạm cuối cùng. Đây là Van Tây, rất khó chịu. Van Tây, không được. Bóng vẫn còn trong sân. Phản công dành cho Ngọc Dương. 3 đá nhảy, 4 đá nhảy. Beto, dứt điểm. 4 vào. Khoảng cách hiện tại chỉ là 1 bàn. Chỉ còn lại 1 bàn nữa thôi. Một trận đấu quá kịch tính. Và người ghi bàn có lẽ là bé bưởi. Quá hấp dẫn đến trận đấu này. Không được. Sơn Cầy đã làm chủ được tình hình. Đây là Sơn Cầy. Chính xác. Quá đáng tiếc, đó là pha khống chế không thành công đến từ bé bưởi. Văn Hải. Đây là anh Tú. Vẫn đang là Tú. Chính xác. Dứt điểm đi. Không có gì khó khăn dành cho Văn Sĩ. Thời gian thi đấu chính thức còn khoảng 2 phút. 2-1. Văn Tây không được. Đó là đường chuyền khá hay của Đình Huy. Đây là Văn Hải. Văn Sĩ. Và cắt bóng của Văn Thịnh. Đây là Văn Tuấn. Văn Tuấn, một pha xử lý rất cáo già của Văn Tuấn. Như vậy là Văn Tuấn cũng đã có cú đúp vào trận đấu này. Vậy là không còn nhiều cơ hội dành cho Ngọc Dương nữa rồi. Anh Tú hơi lạc nhịp một chút. Anh Tú 4-5. Tỷ số trận đấu được rút ngắn xuống còn 4-5. Còn một bàn thắng nữa rồi, cố lên. Một trận đấu cực kỳ kịch tính của hai đội ở trận đấu này. Văn Tinh. Đây là Văn Tuấn. Không có gì khó khăn cho Sơn Cầy. Văn Hải. Chính xác. Không vào. Cầu thủ Ngọc Dương FC quá đáng khen cho tinh thần thi đấu của họ ở trận đấu này. Anh Tú. Đây là bé rồi. Quá đáng khen cho tinh thần thi đấu của Ngọc Dương FC. Họ đối mặt với sự già dời kinh nghiệm của nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên khoảng cách hiện tại chỉ là 1 bàn. Đã có 9 bàn thắng được ghi. Bé rồi. Chính xác. Văn Tuấn. Đây là Đình Huy. Nhưng mà là trọng tài đã cắt còi. Đó là tình huống phạm lỗi của bé người. Thời gian thi đấu chính thức đã bước qua phút thi đấu chính thức cuối cùng. Rất kịch tính. Trận đấu này đúng là không dành cho những người đau tim. Đình Huy. Đây là Khánh Vinh. Không được. Văn Hải. Đây là bé đủ. Không có tình huống phạm lỗi. Văn Tuấn. Đó là tình huống can thiệp kịp thời của Văn Hải. Văn Tuấn. Không có gì khó khăn dành cho Sơn Cầy. Anh Tú. Đó là pha ra chân rất mạnh. Như vậy là trọng tài đã rút ra một chiếc thẻ vàng dành tặng cho cầu thủ Mỹ Thân FC. Sơn Cây không được. Bóng đi hơi cao. Thời gian đang đếm ngược. Văn Tuấn rất mềm mại. Tuy nhiên bé người đã cắt bóng thành công. Đó là tình huống phạm lỗi.
có vẻ như Văn Tuấn đang bị chuột rút, anh hoạt động không biết mệt mỏi ở trận đấu này, và Văn Tuấn đã có một trận đấu xuất sắc. Anh cùng với Văn Tình là hai người đã có cú đúp ở trận đấu này dành cho các thủ Mỹ Tân FC và đang giúp cho các thủ nhà được Kim vô địch đang tạm dẫn với tỷ số là 5-4. Họ đang có rất nhiều cơ hội để lọt vào trận bán kết khi thời gian không còn nhiều. Đây là những phút thi đấu bù giờ của trận đấu này rồi. Bé đổ. Anh Tú. Vẫn là anh Tú. Đây là Văn Hải. Chính xác. Không được. Phạt góc dành cho các thủ Ngọc Dương FC. Sơn Cây. Đây là Văn Hải. Sơn Cây. Bé Bưởi. Không được. Như vậy là đúng lúc này trọng tài cũng đã đổi còi kết thúc trận tứ kết giải bóng đá Ngọc Lặc tại miền Nam năm 2022, cuộc đọ sức giữa Mỹ Tân FC và Ngọc Dương FC. Một trận đấu quá hay, đã có 9 bàn thắng được ghi. Xin chúc mừng Mỹ Tân FC nhà được Kim vô địch. Họ tiếp tục gửi lời đe dọa đầy sức nặng tới các đối thủ tiếp theo, và cũng cực kỳ đáng khen cho tinh thần thi đấu của các trò đoàn quân của Bầu Đức. Họ đã có một trận đấu quá xuất sắc. Nhà được Kim vô địch phải mất mồ hôi mới giành chiến thắng với tỷ số sát nút là 5-4. Cảm ơn quý vị và đã theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những trận đấu tiếp theo.